bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi, nhìn cái mẫu bàn tay này. Điều thứ nhất Điều thứ nhất là mình thấy là chuyện vợ chồng của bạn không được hòa thuận. Vợ chồng bạn dễ khắc khẩu. Bởi vì sao? Cái đường chỉ hôn nhân của bạn nó hướng xuống. Điều này có chính xác hay không? Dạ, đúng rồi. Gây hay gây nhau hay cãi nhau, hoặc có một cái chuyện gì rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng sinh ra mâu thuẫn lớn, đúng không? Dạ. Và cái điều thứ hai, năm nay bạn 35 tuổi, vận niên của bạn là sao Thái Bạch. Và nhìn cái mẫu bàn tay này, cái sắc thái nó không được đẹp cho lắm. Vì thế nó báo hiệu là năm nay công việc của bạn làm ăn nó bị trì trệ, làm ăn nó kém, không có thuận. Tiền vào cửa trước ra cửa sau, có phải không? Dạ. Đúng không? Dạ, nói chung là đầu năm tới giờ thì em nói chung là tiền làm thì nó vô ít thì nó ra, thì nó cũng ra nhiều đó. Đấy thì vào cửa trước ra cửa sau đấy, vào cũng có nhưng mà ra nhiều hơn, hiểu chưa? Bạn phải chi nhiều thứ hơn. Số bạn này thì nhìn cái đường chỉ tay này là số phải đi 43 đấy, đi xa xứ, xa quê hương đấy. Giờ đang ở đâu? Dạ, đang ở Hàn Quốc thầy. Vậy là câu thứ 3 đã chuẩn chưa? Dạ. Bà biết tại sao không? Trên cái đường chỉ tay này, bạn này, trên gò thái âm này, nó có đường chỉ xuất ngoại này, hướng lên này này. Đúng là đi xa quê hương luôn. Vậy chuẩn nhá. Tiếp theo nữa, số này ấy, số bạn là số nặng gánh gia đình, lo toan cho gia đình rất nhiều. Lo cho ba, cho mẹ, cho anh, cho chị, cho em. Lo rất nhiều, không phải là đi lấy chồng rồi mà lo cho bản thân mình đâu, mà phải còn gửi tiền về mà lo ngược lại cho gia đình, người thân rất là nhiều, nặng gánh lắm. Dạ, đúng rồi. Số bạn thì chả nhờ được anh, chị, em, người thân gì đâu. Đa phần là được nhờ người ngoài. Người ngoài xã hội giúp đỡ bạn, chứ người nhà thì không có sự giúp đỡ. Cái sự thành công của bạn, cái sự nhưng mà sau này hay là sao thầy, chứ bây giờ thì từ lúc chơi bạn bè giờ chưa thấy đứa nào giúp hết. Cái cung mệnh của bạn năm nay 35 tuổi nhá, cái sự giúp đỡ, cái sự thành công của bạn đa phần là từ người ngoài xã hội. Bạn thấy đấy, người nhà bạn có giúp được điều gì đâu, chả giúp bạn được điều gì, bạn phải lo ngược lại cho. Nhưng mà cái sự thành công đấy, may mắn đấy, có thể là từ bạn hàng của bạn này, họ thương bạn này, họ cho bạn vay mượn này, hay họ giúp đỡ bạn một phần nào đó, hỗ trợ cho bạn công việc làm ăn này nhá. Thì bạn thấy đấy, từ lúc bạn chân ướt chân ráo sang bên đó, bạn có cái gì trong tay đâu, không có gì cả. Tiếp theo, cái mẫu bàn tay này, nhìn cái đường chí đạo đấy, không phải, nhìn cái đường sinh đạo đấy, có nhiều cái đường chỉ hướng xuống. Nó nói là tầm bắt đầu từ ngoài 40 tuổi trở đi nhá, bắt đầu cái cung tài lộc của bạn đã bị thất thoát tiền bạc nhiều nhá. Ngoài 40 tuổi, đây là cái tương lai 5 năm nữa, nó sẽ bị thất bại về tiền bạc nhiều, ra tiền nhiều. Tiếp theo, nhìn cái đường sinh đạo, mình sẽ thấy về cái đường sức khỏe của bạn không tốt. Sức khỏe của bạn rất là kém, cơ thể yếu, đau ốm lặt vặt. Dạ, đúng rồi. Bệnh nặng thì không có nhưng mà cứ hay bị ốm vặt đấy, rồi cơ thể cứ uể oải chán nản kiểu gì đấy, nhất là trong năm nay này. Dạ, đúng rồi. Cứ mệt. Có vong trẻ con đi theo này, vong phá thai, bỏ thai, sảy thai này. Nó hiện ra rõ lòng bàn tay này. Xác nhận đi. Dạ, đúng rồi thầy, có một lần. Làm lễ cầu siêu cho cháu chưa? Dạ chưa, làm cầu siêu là mình phải làm sao thầy? Lên chùa nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho cháu nhé, để hương hồn cháu sớm được siêu thoát, đi đầu thai kiếp mới. Đứa trẻ nó đi theo nó phá đây này. Dạ. Sợ nó phá cho, khiến cho bạn với chồng bạn không ở được với nhau đâu nhá. Nó dễ khiến cho vợ chồng tình cảm rất dễ trục trặc. Dạ. Rồi xảy ra hôn nhân rất dễ đổ vỡ đấy, bạn hiểu không? Dạ. Tiếp theo nữa, nhìn cái đầu đường sinh đạo nó cũng nói là bạn là lúc nhỏ rất là khó nuôi, cực kỳ khó nuôi, hay ốm đau bệnh tật lắm. Dạ, em cũng nghe má kể vậy đó. Cực công lắm, ba mẹ bạn nuôi nói chung là tốn hết bao nhiêu tiền đây, thuốc thang bệnh tật đây này. Dạ. Số này còn có hạn về sông nước nhá, đi tắm đi bơi phải cẩn thận, cuộc đời phải bạn phải có hai lần liên quan đến ngã sông, ngã nước và té nước, suýt chết đuối. Có chưa? Dạ. Té sông cho ấy thì chưa có, nhưng mà chỉ có té cây hết là. Đấy, phải lưu ý nữa. Bởi vì số bạn số dễ bị té ngã hoặc té sông, té nước nhá, lưu ý. Cuộc đời phải chịu liên quan đến mổ xẻ dao kéo bác sĩ hai lần trong đời. Mổ, hai lần hả thầy? Mổ xẻ dao kéo bác sĩ hai lần trong người, rạch trên cơ thể bạn đã được khâu vá lại đây này.
riêng về cái mẫu bàn tay này ấy, ở giữa lòng bàn tay nó có nốt ruồi. Cái nốt ruồi nó nằm ở gò đồng hỏa tinh, thì nó sẽ nói là tính cách của bạn nhiều lúc hơi nóng tính. Nóng tính mà làm hỏng việc. Đúng rồi, nóng tính lắm thầy ơi. Nóng tính không kiềm được luôn. Đâu ai biết được đâu. Tưởng là bạn nói giọng ngọt ngào như thế này, đâu cứ tưởng là mình hiền đâu. Xòe bàn tay ra mới biết. Bạn thấy không, giữa lòng bàn tay bạn có nốt ruồi. Dạ dạ đúng rồi. Chính bởi vì cái tính nóng tính này, vì thế nó khiến cho bạn bỏ qua rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Dạ. Do mình nóng quá, mình làm hư việc, hỏng việc hết. Một khi cần thì rất là... Kén cố, kìm nén, sửa dữ lắm. Nhưng mà sao cứ thấy cảm giác là càng ngày mình càng nóng tính, hay là do buôn bán áp lực hay sao, mới thấy có cảm giác là càng ngày càng nóng. Ông trời đã định mình như vậy rồi, giờ phải chịu như vậy thôi. Dạ. Khi nào mà cái nốt ruồi đó tự nó bay đi, nó mờ đi là tính cách của bạn hết nóng tính. Còn khi nào nốt ruồi đó nó còn ngự trị ở trên giữa lòng bàn tay của bạn thì nó vẫn còn cái sự nóng tính này nhé. Yeah, yeah. Nhưng mà vấn đề tiền tài thì mình thấy là sau này sẽ dư giả về kinh tế, bạn không đến nỗi nào đâu. Cái nghị lực của bạn rất là lớn, cái ngón tay cái của bạn cũng tương đối là lớn. Và ở dưới ngón tay cái có một gạch. Bạn thấy có một gạch ở dưới ngón tay cái của bạn không? Thấy không? Ngay chỗ cái giữa lòng hay là sao thầy? Đúng rồi, ngay ở giữa, ở cái khúc này đấy. Cái gạch này nó chủ về tài lộc. Cái đường chỉ này nó rất là đậm và sâu, thì thế nó sẽ nói là bạn, cái tài sản của bạn sau này cũng có là nhiều chứ không phải là ít. Tài sản nhiều, sẽ có lộc liên quan về đến đất đai. Số bạn sẽ có vài mảnh đất với giá trị lớn nhé. Có bất động sản. Một là do chính tay mình làm ra, hai là sẽ được thừa hưởng từ ba mẹ để lại nhé. Nhưng đa phần của bạn là sẽ được tự do tay mình làm ra. Yeah. Nhờ mua được mảnh đất nào chưa? Dạ hình như là chắc 4-5 miếng gì đó. Vậy nhưng chuẩn. Nhỏ nhỏ thôi thầy. Thế vậy chuẩn chưa? Dạ đúng rồi. Bởi vì những cái dấu hiệu trên lòng bàn tay bạn nó bật mí ra hết cả cuộc đời của bạn, hết ở trong đây luôn nhá. Vì thế mình cứ thế mà đọc theo, mà cứ thế mà phán theo thôi. Năm nay 35 tuổi mà 4-5 miếng rồi thì cũng quá là gọi đẳng cấp rồi còn gì nữa. À, số này này, cho người ta vay mượn tiền, mất không đòi được lại. Dạ, mấy lần rồi đó thầy. Đã qua rồi nhá. Và mình bốc bài ở đây mình thấy là có cả đàn ông, có cả đàn bà luôn. Dạ. Có một người đàn ông nữa. Mất và không đòi được lại, có khi mình còn mất luôn cả tình cảm với họ nữa. Họ không thèm nhìn mặt mình nữa. Nhưng mà có nghĩa là cái cuộc sống gia đình em với chồng em là nó có thể là đi tiếp tục tới một cái đoạn đường cuối đời hay là không, hay là như thế nào? Mệnh hỏa tháng 2, số này số lận đận tình duyên, vì thế số bạn với chồng bạn rất dễ phân ly. Đây là cái điều khó có thể tránh khỏi nhé. Khó có thể tránh khỏi. Nhìn cái lòng bàn tay này mình thấy một điều nữa là ông chồng bạn sống rất là vô tâm. Vô tâm, ít quan tâm đến mình lắm. Cái kiểu giống như là dễ quá, cái kiểu giống như là cái kiểu mà không có để ý này kia, dễ quá sẽ thành vô tâm, giống như là vậy thôi. Vậy phán chuẩn chưa? Dạ đúng rồi. Cực kỳ vô tâm luôn, thờ ơ. Lấy vợ về cho khó thôi mà. Có khi mỗi tháng vợ chồng chỉ gần nhau mấy lần. Dạ đúng rồi. Không có nhiều. Buồn thật. Mà mới 35 tuổi còn phơi phới như thế này nữa. Phải lấy một chồng nữa nhá. Lấy một chồng nữa hả? Có khi phải lấy một chồng nữa đấy nhá. Bởi vì duyên của bạn với ông này là khó bền lắm nhá. Ông này sinh vào ngày 17 tháng 6 năm 61 âm lịch. Là cái tuổi của em với ổng là đâu có hợp nhau hả thầy? Đúng rồi. Đúng rồi. Ông này số phạm sao cô thần quả tú. Cô thần quả tú thì chắc trở tình duyên, chắc trở hôn nhân. Trước khi đến với bạn thì người này cũng rất là lận đận tình duyên rồi, chắc trở tình duyên vô cùng luôn. Có thể là đã kết hôn là đổ vỡ rồi.
Ổng thì ổng nói với em là chưa có kết hôn lần nào, nhưng mà không biết là cái chuyện tình cảm thì sao thì em cũng không biết. Cái vấn đề này thì ông có thể giấu giếm với bạn rồi nhé, đã giấu giếm. Tất nhiên rồi, trước khi lấy mình ấy bảo tôi chưa lấy vợ nào. Ở nước ngoài với ở Việt Nam với Hàn Quốc thì ông nói thật hay nói giả mình cũng chả biết được. Nhưng mà riêng về cái đường tình cảm vợ chồng của bạn thì mình thấy không có hòa hợp cho lắm nhé. Cái đường về sức khỏe của bạn càng về cuối đời kém lắm nhé, mình thấy rất là kém. Cái thọ mạng của bạn cũng như cái đường sức khỏe của bạn kém lắm nhé, kém vô cùng luôn. Là sau này lớn lớn tuổi một tí xíu là sẽ bệnh hoạn được nhiều đó phải không thầy? Đúng rồi, bệnh hoạn nhiều. Cái bệnh của bạn nó sẽ liên quan đến cái bệnh mà liên quan đến bệnh mãn tính. Mãn tính là sao? Nó cũng không nguy hiểm lắm với cái tính mạng của mình, nhưng mà nó khiến cho mình nhưng mà cái bệnh không khó chữa được. Khó chữa. Chữa nó chỉ đỡ thôi chứ nó không khỏi hết. Hiện tại là bây giờ em đang bị viêm xoang khoảng chừng 15 năm rồi đó. Vậy chuẩn chưa? Dạ đúng rồi. Mình cũng bị viêm xoang đây này. Mình bị viêm xoang 10 năm rồi. Mấy hôm nay em có theo dõi cái mấy cái video của thầy, hình như là thầy đang bị nghẹt mũi hay sao, nghe cái tiếng rất là khác. Đúng rồi, bị ngạt mũi, bị ốm này, bị bệnh như này, bị hơn một tuần nay rồi nhưng mà vợ vẫn cố ra video đấy. Dạ. Cái này là cái nghiệp rồi nhá, nghiệp rồi. Mình cũng vậy, mình bỏ hết bao nhiêu tiền mình chữa cũng không khỏi được cái bệnh này. Đi khắp các thầy đông y tây y rồi bỏ bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi, cái nghiệp rồi. Mình giờ chỉ đỡ phần nào thôi, mình nên ít ra lạnh thôi, không ra lạnh, ít ăn những cái đồ mà cay nóng thì nó sẽ đỡ phần nào thôi. Mẫu bàn tay này là mẫu bàn tay kinh doanh tốt lắm nhá, có lộc kinh doanh nên hướng theo con đường kinh doanh là tốt nhất, định hướng kinh doanh. Dạ em kinh doanh là tốt hả thầy? Đúng rồi, kinh doanh tốt, số bạn kinh doanh thì được buôn may bán đắt đấy. Năm nay thì hơi kém nhưng mà sang bắt đầu năm sau thì công việc làm ăn nó sẽ thuận lợi hơn, may mắn hơn. Nhưng mà cái năm em 40 tuổi đổ đi là kinh doanh nó bị trở ngại hay là sao đúng thầy? Đúng rồi, từ năm 40 tuổi trở đi nó trở ngại, 40 đến năm 44 tuổi nó sẽ bị trở ngại. Vì thế làm cái gì phải tính toán rất thật là cẩn thận trong khoảng thời gian đó nhé. Lúc đó là đặt lịch coi là mình... mỗi năm đặt lịch coi một lần, coi là mình sẽ nói những cái hạn của năm nào ra cho bạn biết, tháng nào để biết mà tránh. Thầy coi con gái của em á, nó có hợp với em hay là hợp với ba nó hay không thầy? Con gái sinh năm bao nhiêu? Dạ 2006, ngày 29 tháng 8 ngày Tây á thầy. Bính Tuất. Đứa này thì nó không hợp với ba nó lắm đâu nhá. Không hợp với bà. Không hợp ba đâu. Em nó có hợp không thầy? Đối với bạn thì bạn nói nó sẽ nghe lời, bởi vì cung mệnh của bạn với nó là tam hợp nhé. Cũng tương đối là nghe lời nhé, không có sao cả. Đứa này thì sau này cũng được nhờ, nhưng mà 29 tháng 8 2006 đúng không? Dạ dạ. 29 tháng 8 2006 sẽ là ngày mùng 6 tháng 7 nhuận. À đứa này ham chơi nghịch ngợm nhá, nó cứng đầu lắm. Cứng đầu hả thầy? Ham chơi này, nghịch ngợm, cứng đầu này, mồm miệng đỡ chân tay. Mồm miệng đỡ chân tay là sao thầy? Có nghĩa là sao? Cái lời ăn tiếng nói nó là người nói nhiều, hiểu chưa? Dạ dạ. Nó là người nói rất là nhiều, và sau này nó sẽ làm những nghề liên quan đến sử dụng lời ăn tiếng nói để kiếm tiền. Rồi, thắc mắc điều gì nữa nào? Dạ vậy là năm nay cái tuổi của em năm nay có cần có chứng cái gì mà thật là xấu, cần phải chặn cái gì năm nay ấy, năm nay thì cẩn thận tháng 5 nhá, tháng 5 âm lịch, vậy là tháng tới đây, còn mấy ngày tới nữa thôi. Dạ. Tháng 5 đến tháng 7 nhé. Còn từ tháng 8 trở đi là công việc của bạn ấy nó đỡ dần, không nên nỗi nào. Buôn bán nó thuận lợi hơn. Cũng do ảnh hưởng từ cái dịch Covid này nữa nên nó hơi xấu một xíu nhưng không sao nhé. Dạ dạ. Năm nay thì không ba được mẹ. Ba sinh năm bao nhiêu, mẹ sinh năm bao nhiêu? Dạ ba sinh năm tuổi tí là bao nhiêu quên mất tiêu rồi ta. 60 à? Dạ tuổi tí khoảng chừng 60 hay nhiêu đó thầy. Rồi. Chỉ có biết năm sanh thôi tại vì ba ngày xưa đó. Biết rồi, biết rồi, mẹ sinh năm bao nhiêu? Dạ 57. 1957.
1957, tuổi Dậu à, hơn 3 à? Dạ dạ đúng rồi. 361, mẹ 64, 361. 3 năm nay thì buồn than nhiều, lo lắng nhiều. À, ba mẹ của bạn khắc khẩu nhau lắm nhá. Dạ đúng rồi. Hai tuổi này khắc khẩu với nhau lắm. Nói chung là ở được với nhau đến tập này cũng gọi là giỏi đấy, chứ không muốn bỏ nhau bao nhiêu lần rồi này. Đã muốn bỏ nhau bao nhiêu lần rồi này, khắc khẩu vô cùng luôn. Lời qua tiếng lại rồi, dạ, nói chung là đánh nhau rồi đập nhau rồi, nói chung là từ nhỏ bạn ở thì bạn biết rồi đấy. Dạ dạ đúng rồi. Ờ, một tháng không một tháng không kể biết bao nhiêu ngày, nhưng mà đánh thì đánh vậy, nhưng mà hai tuổi này thì cái thọ mạng cao lắm. 64 tuổi, mẹ bạn 64 tuổi. Năm nay cả ba cả mẹ đều bất lợi nhá. Năm nay về vấn đề sức khỏe, sức khỏe hơi kém. Sức khỏe hơi kém nhá, một trong hai người sẽ phải tốn tiền đi bệnh viện nhá. Dậu, cẩn thận sức khỏe của mẹ bạn đấy nhá. Dạ, mẹ này. Ờ. Dạ thầy cho em hỏi là tại vì em dự định tới, em có dự định làm một số việc là hay là đổi nhà, mua nhà cái này kia, là em dự định có thành không vậy thầy? Bốc bài à? Năm nay đừng có làm gì thì hãy để năm sau nhé.